sàn chiến dòng H, cùng gặp gỡ các nhà đấu giá trong đêm đấu giá hôm nay. Nhà đấu giá số 1, ca sĩ, nhạc sĩ Sĩ Luân. Nhà đấu giá số 2, ca sĩ Nam Khánh. Nhà đấu giá số 3, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Nhà đấu giá số 4, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Nhà đấu giá số 5, nghệ sĩ Minh Nhí. Và cùng chào đón người điều khiển cuộc đấu giá hôm nay, ca sĩ diễn viên Bạch Công Khanh. Bạch Công Khanh thân ái gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Sàn Chiến Giọng Hát mùa thứ tư. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Sàn Chiến Giọng Hát do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty Mega CS thực hiện, phát sóng lúc 20:30 thứ tư hàng tuần trên kênh VTV3. Và đây tiếp tục sẽ là một sân chơi giới thiệu đến tất cả quý vị những giọng hát rất tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và giao lưu với ban đấu giá trong ngày hôm nay quý vị nha. Xin chào các anh chị của em. Cho Khanh hỏi một câu chung nha. Có bao giờ các anh chị cảm thấy mệt mỏi khi mà bên ngoài mình giống như một gia đình, nhưng mà lên đây mình phải đấu giá, giành giật, thậm chí là mắng mỏ nhau? Ban đấu giá anh thấy rất là vui. Yeah. Vui là vì bạn anh không à, nhưng mà vừa vui vừa sợ. Tại sao sợ vậy? Sợ nhân vật này nè đó. Mùa nào cũng sợ trơn á. Mùa nào cũng sợ chứ, tại ông giỏi quá, không bao giờ tôi thắng nổi đâu. Nay ông nhường tôi nha. Nhường chứ. Ok. Nhường ai ông cũng... Anh nhường à. Một hồi ông hốt hết. Cái chữ anh nhường là nghe quen lắm luôn. Mùa nào cũng nghe rất là quen. Đúng mà không có nhường. Dạ. Khi nãy cũng được các anh chị còn lại nói là phải cẩn thận anh Kim Tử Long. Nữa đáng lý ra đó là phải sắp chỗ của anh ngồi kế bên Sĩ Luân. Tại sao vậy? Đang có gì anh nhắc nhở nhường. Anh đổi đi Nam Khánh. Nam Khánh đổi chỗ đi. Đổi qua kia cho tôi đỡ áp lực coi, tôi sợ quá. Đúng rồi, anh Lâm anh nên rồi thôi quyết định đi. Đổi nha. Em cứ yên tâm, anh ngồi kế bên em là chắc chắn ít nhất em cũng phải chiếm hữu được một người. Trời. Chót lưỡi đầu môi thôi. Đó. Thấy vậy chứ chưa chắc là vậy đâu. Anh nhớ nhường em nha. Yên tâm. Và bây giờ chúng ta sẽ được thưởng thức 4 giọng hát sẽ cùng tranh tài trong đêm nay. Họ sẽ hòa giọng cho một ca khúc. Cái người mà hôm nay giọng hát hay nhất là số 4. Tại sao vậy anh? Tại vì cái người này rất là điềm đạm. À, kệ ai hát gì hát, tôi không cần biết. Giống như tôi anh đúng không? Là đúng một rồi. Người rất là nội lực. Tôi bước ra tôi hát là phải thắng lợi. Tất cả các giọng hát đến với chương trình đều là những giọng hát rất tuyệt vời. Nhưng mà họ có chiếm được tình cảm của tất cả các quý vị khán giả tại trường quay hay không, nó mới là một vấn đề. Đúng chính rồi. Xác. Và bây giờ sẽ là giây phút lộ diện của 4 giọng hát trong đêm nay. Chúng ta cùng đến với vị trí số 1. Vị trí số 2. Vị trí số
ta là hai cô gái rất xinh đẹp và hai chàng trai rất là lịch lãm. Anh không biết là số 1 hát như thế nào. Dạ. Nhưng mà chắc chắn rằng anh sẽ dành hết số tiền của anh để anh đấu giá số 1 và số 4. Dạ. Và để chiều lòng các anh của em một chút thì Khanh sẽ chọn vị trí đầu tiên. Vị trí số 1. Wow. Wow. Còn bây giờ sẽ là dự kiện đầu tiên. Xin mời bạn. Lưng. Lưng. Dự kiện thứ hai. Đàn em. Hai dự kiện rất là không liên quan. Dự kiện này theo tôi thì nó cũng đơn giản thôi. Dạ. Thành mệnh lưng Long. Có nghĩa là bạn này có cái lưng. Không. Bạn này có một ca sĩ nào đó rất là thần tượng và ca sĩ đó chống lưng cho bạn này đi hát. À. Đứng sau lưng cũng được. Chống lưng cũng được. Đàn em là bạn này có những người em cùng đi hát chung luôn trong gia đình. Và khi đây là chị cả. Chị cả đi hát để nuôi đàn em sao? Đàn em thơ. Đàn em nuôi đàn em. Bạn này là người miền ngoài nè. Những người ca sĩ hay xuất thân từ những cái vùng Nghệ An hay Quảng Bình hát hay lắm. Như vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu phiên đấu giá đầu tiên được chưa ạ? Dạ được. Phiên đấu giá đầu tiên bắt đầu. Dạ thưa quý vị, mỗi nhà đấu giá chúng ta sẽ có 30 triệu đồng giống nhau. Và chúng ta sẽ sử dụng tổng số tiền này cho cả 4 phiên đấu giá. Phiên đấu giá đầu tiên chúng ta sẽ có 90 giây và giá trị tiền khởi điểm là 500.000 đồng. Tất cả đã sẵn sàng. 90 giây. Bắt đầu. 500. 1 triệu. Anh Kim Tử Long 1 triệu. 1.5 triệu. 2 triệu. Anh Minh Nhí 2 triệu. 2.5 triệu. 2 triệu rưỡi. Anh Kim Tử Long 3 triệu. Chị Hồng Quang 3 triệu. Rưỡi. Anh Minh Nhí 3 triệu rưỡi. 4 triệu. Anh Nam Khánh 4 triệu, anh Sĩ Luân có vô không ạ? 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi, anh Sĩ Luân. 5 triệu. 5 triệu rưỡi. 6 triệu. Anh Minh Nhí 6 triệu. 6 triệu rưỡi. 7 triệu. Anh Minh Nhí 7 triệu. 7 triệu rưỡi. 8 triệu. Trời ơi, gì vậy? Đáng gán luôn, anh Minh Nhí 8 triệu rồi. 6 triệu rưỡi. 9 triệu. Anh Minh Nhí lên được không? Gì vậy? 8 triệu rưỡi rồi. Anh đang dồn số 1. Thời gian vẫn còn, nhớ để ý thời gian nha, Khanh sẽ chốt. 9 triệu rưỡi. 10 triệu. 10 triệu bên đây rồi. 10 triệu rưỡi đâu ạ? Đừng canh thời gian nha. Bao nhiêu anh Long ơi? Bao nhiêu anh? Đừng làm mất thời gian của chính mình. 10 triệu rưỡi. 11 triệu. 11 triệu lần thứ nhất. Nếu kỳ như quá có à. Ai đưa ra giá trị cao hơn anh sẽ chốt. Đừng quá quan tâm vào 90 giây. 11 triệu rưỡi. 11 triệu 500 nghìn đồng. Anh Long đã 11 triệu rưỡi rồi. Có ai hơn không mà anh luôn 12 ơi. 12 triệu. 12 triệu. Triệu Vân 12 triệu. 12 triệu rưỡi. 12 triệu rưỡi là số tiền cao nhất ở thời điểm hiện tại. Có ai 13 không à anh Nam Khánh? Nhiệt tay quá kìa. 13 đâu rồi? 12 triệu rưỡi lần 1. 12 triệu rưỡi lần 2. Khánh chốt đến lần thứ 3 là kết thúc phiên đấu giá. 13 triệu. 13 chốt. 13 rưỡi. Thưa quý vị ơi. Ủa? Ở phiên đấu giá này hợp lệ 13 triệu, chúc mừng Sĩ Luân. Ủa? Ủa chúng ta tôi chặn, tôi giận. Anh cũng trễ luôn rồi, anh cũng trễ luôn rồi. Dạ sao anh? Tôi đề nghị. Anh đề nghị gì ạ? Cho tôi đổi chỗ. Trời ơi, tưởng đâu là hiền từ nha. Nhịp hiền từ, nhịp chờ chờ. Cuối cùng dây chót đẩy lên liền. Chúc mừng anh Sĩ Luân. Anh là người đã sở hữu được tiếng hát của người chơi vị trí số 1. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe cô ấy hát. Cảm giác trong em lúc này chẳng dám yêu ai thật lòng, vì những tổn thương đã làm tim thôi rung động. Sợ những đôi thay bất ngờ, sợ những đam mê dại khờ, rồi nhận ra hạnh phúc chấp nhận và xóa đi bao ngại ngần.
đã đến thật gần. Sợ những yêu thương trong tàn, sợ phút giây ta vội vàng, rồi ngày mai lại trách nhau phũ phàng. Sợ lắm khi đâu một ai quá nhiều, mình chẳng nhận ra những đôi khi con tim quá yêu nên làm mờ đi lý trí. Sợ lắm khi yêu rồi quay trở lại, sợ những cảm giác lỡ dại, sợ người ta thấy em thương hại nên mới quay lại. Anh Sĩ Lương đã sở hữu được tiếng hát rất tuyệt vời này. Mình cảm thấy là rất may mắn trong cái vòng đầu này. Bạn có một cái nội lực rất là tốt, cảm xúc nữa. Và cái hay nhất là bạn giao lưu với anh Kim Tử Long, làm cho ảnh hết sức là nuối tiếc vì không trả nhiều tiền hơn mua. Không phải không trả nhiều tiền, không có còn cơ hội nữa. Anh Long là khinh địch á. Bây giờ thì anh thấy cái bài học chưa? Khinh địch. Trời ơi. Tưởng là người ta hiền, tưởng là dễ nuốt, cuối cùng á dễ sợ quá, tưởng nó là không biết dơ bản đó bởi vậy. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ nghe Hà Thu chia sẻ về hai cái dữ kiện vừa rồi. Dạ vâng ạ. Lời đầu tiên em xin phép được gửi tới những nhà đấu giá, quý vị khán giả và những người đang xem truyền hình ạ. Em là Hà Thu ạ, và em đến từ Hà Nội. Đấy, Hà Nội. Dạ, người Hà Nội. Em xin chia sẻ một chút. Lưng thì liên quan đến một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời em. Cái lúc em mới bước vào nghề là em vừa học cấp 3 xong, thì em có đi hát phòng trà. Và ngày hôm đấy thì là một ngày mùa đông của Hà Nội, cũng được gọi là cái ngày mà lạnh nhất ở trong năm á. Ngày hôm đấy thì em được bố em chở em đi hát ở phòng trà. Khi mà em biểu diễn xong thì chủ quán không có trả cát xê. Lúc đấy thì em rất là thương bố. Mình không phải tiếc vì người ta không trả cát xê, mà tiếc cái công sức mà bố em đợi em 3-4 tiếng ngoài trời lạnh như thế. Thế thì sau lần đó bạn có kể cho bố nghe không?
em là một người không biết thể hiện tình cảm và không dám thể hiện tình cảm. Đến bây giờ thì em hối hận vì điều đấy, vì bố em mới mất. Bây giờ em có một điều ước nho nhỏ, được một lần nữa ngồi sau lưng bố để cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim của bố. Cảm ơn Hà Thu. Khanh nghĩ rằng khi mà bạn tham gia chương trình này cũng như là phần biểu diễn vừa rồi, ở một nơi nào đó bố đã lắng nghe và cũng thầm chúc mừng cho sự tỏa sáng ngày hôm nay của con gái. Bây giờ mình chia sẻ về dữ kiện đàn em. Nhà em còn mẹ với hai em nhỏ. Em sẽ cố gắng thay bố để lo cho các em thành công. Và bố ở bên kia sẽ vui lòng ạ. Tính ra hồi nãy mình đoán đúng cái này. Đúng rồi, mình đoán đúng một đàn em. Cảm ơn Hà Thu vì đã chia sẻ hai dữ kiện rất là tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần bình chọn của tất cả quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay dành cho tiếng hát của Hà Thu. Xin mời. Quay trở lại với sàn chiến giọng hát. Trên tay của Khanh là kết quả bình chọn của khán giả tại trường quay đã bình chọn cho tiếng hát của Hà Thu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi trong đây là bao nhiêu điểm. Và số điểm của bạn là 95 điểm. Wow. Chúc mừng Hà Thu và chúc mừng anh Sĩ Luật. Và quý vị thân mến, bây giờ sẽ là vòng 2 của sàn chiến giọng hát. Tiếng hát tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu đấu giá, đó chính là giọng hát ở vị trí số 4. Thưa quý vị, trước mắt chúng ta là một chàng trai, anh ấy cũng sẽ có hai dữ kiện. Bây giờ bạn hãy lần lượt chia sẻ với chúng tôi nhé. Xin mời. Lời hứa. Còn dữ kiện thứ hai, canh chua. Mời ban đấu giá chúng ta bắt đầu bình luận. Bạn này rất thích cái món canh chua của mẹ nấu. Dạ. Đó, và giữ lời hứa. Cái lời hứa là sẽ làm cho mẹ hài lòng khi mình chọn con đường này. Bạn này là một đầu bếp. Nấu ăn rất ngon, như đặc biệt cái món mà bạn ấy nấu mà được mọi người thích là món canh chua. Và gia đình nói là thôi con hãy đi làm cái việc gọi là kinh doanh, có lẽ là mở nhà hàng hay là mở quán, vì con có cái năng khiếu là nấu ăn. Nhưng bạn này nói không, con thích đi hát. Và con hứa với mẹ, khi nào con thành đạt trở thành một ngôi sao, lúc đó con sẽ trở về, con mở một cái nhà hàng bán cơm Việt Nam, trong đó có món canh chua. Không biết đúng không mà lúc anh Long nói anh mắt là hoang mang lắm. Cái giọng đó là giọng nhạc quê hương hả? Dạ, nhạc dân ca. Giọng của bạn này á. Giọng quê hương à. Đúng không? Giọng quê hương. Nói chung là Khanh nghĩ nãy giờ là thông tin chắc cũng đủ rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phiên đấu giá thứ 2. Thưa quý vị, phiên đấu giá thứ 2 thì thời gian đấu giá sẽ giảm xuống. Chúng ta có 60 giây. Số tiền khởi điểm là tăng lên 1 triệu đồng. Tất cả đã sẵn sàng rồi. Và phiên đấu giá thứ 2. Bắt đầu. 1 triệu. Anh Long 1 triệu. 2 triệu. Anh Minh Nhí 2 triệu. 3 triệu. Nam Khánh 3 triệu, 4 triệu, Dũng 4 triệu, 5 triệu, anh Long 5 triệu, 6 triệu, anh Sĩ Luân 6 triệu, 7 triệu, anh Nhí 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu, anh Minh 11 triệu, anh Kỳ Tử Long 11 luôn rồi, 11 triệu, 11 triệu, đừng quan tâm quá nhiều về thời gian nha quý vị, 12, 12 triệu, 13 triệu, anh Kỳ Tử Long 13 triệu, anh Sĩ Luân vẫn còn tiền, hết rồi. Còn hả? 30 triệu lận. Còn không? Con. Con hả? Con. Trời ơi, đâu có giá. Không có nữa. Còn có nữa mà. 13 triệu lận thứ nhất. Là còn 17 triệu. Trời ơi, kể luôn anh. Biết đâu một mình anh sở hữu hai giọng hát. Được, cũng được hả? Được luôn anh. Được hết á. 13 triệu lần thứ hai. Bầu xô luôn. Không ai đưa ra cao hơn anh chốt nha. 14. Anh Minh Nhí 14. 15. 15 triệu. 16. 17. 17. Ủa gì kỳ vậy? Không có canh giờ nghe, chơi kỳ quá à. 17 là ai rồi nè?
17 là anh Long rồi đó. Giá trị tiền hợp lệ ở phiên đấu giá thứ 2 17 triệu đồng. Và chúc mừng anh Kim Tử Long. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe chàng trai ấy hát. Xin mời. Rừng hoang gió núi theo sang rũ bụi đường trên vai, hai cây hoa dài lẻ loi bên đường gọi hoa trinh nữ. Hoa trinh nữ không mặn mà bằng nàng hồng kiêu sa, hoa đâu dám khoe màu cùng một nàng bám hương thơm như nàng xa lý trong vườn, nhưng hoa trinh nữ đẹp tựa truyền tình hai chúng ta. Xưa thật là xưa, nhớ mây cho vừa, nhớ mẹ kể đêm mưa, có ông vua trẻ xuất binh qua rừng dẹp quân xâm lấn. Khi vua kéo quân về tình cờ gặp một giai nhân, vua sao xuyến tâm hồn với nàng về chốn hoàng cung, truyền cho khắp nhân gian đem lụa là đến cho nàng trên ngôi cao chín tầng. Hoàng hậu đẹp hơn anh không phải là vua nên mộng ước thật bình thường, như yêu một loài hoa trên vùng đá sỏi buồn phiền. Loài hoa không hương không sắc màu, nhưng loài hoa biến xếp lá ngây thơ. Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa, không ngọc ngà kiều hoa, không nệm gấm không cung son. Tôi chỉ là người lính xa nhà, thấy hoa nhớ người yêu rất xa. Nâng nhẹ một cây lá xếp trong tay, lá ngủ thật mê say, ngỡ đôi mi gầy khép đêm trăng đầy cài then cung ai. Tôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một quân vương, quân vương giữa hoa rừng lòng bàng hoàng nhớ người thương. Và mơ ước mai sau khi tan giặc rước vua về, cho giai nhân ngóng đợi chỉ một cành trinh nữ cho giai nhân ngóng đời chỉ một cành trinh nữ thôi. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức tiếng hát Trạng Lê. Trạng Lê. Lời đầu tiên thì cho phép Trạng Lê xin được gửi đến các anh chị ban đấu giá, khán giả có mặt tại trường quay và quý vị đang xem qua TV. Lời kính chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe Trạng Lê chia sẻ về hai dữ kiện. Mời Trạng Lê. Về lời hứa, do những năm 2010-11 á, thì Lê muốn theo đuổi con đường âm nhạc á, thì mẹ Lê không có ủng hộ. Và sau một thời gian Lê trau dồi có được một chút thành công khoảng những năm 18-19 thì lúc đó Lê thuyết phục, thì lúc đó mẹ Lê mới đồng ý. Nhưng mà bên cạnh đó là phải hứa với mẹ rằng là vẫn phải giữ cái công việc về nhân sự luôn. À, có nghĩa là ngoài công việc ca hát thì Lê đang làm cái gì? À, Trạng Lê đang làm công việc về nhân sự được trên 10 năm rồi. À, chứ không phải nấu bếp. Có nghĩa là dù đi hát có được yêu mến thì mình vẫn không được bỏ công việc làm nhân sự. Đúng rồi.
Rồi bây giờ tiếp theo chàng Lê hay chia sẻ về món canh chua nữa đi. Về canh chua, ngày xưa là mẹ Lê nấu rất là ngon. Cũng như là trên cái công việc của mình ở Sài Gòn mà xa quê đó, thì sẽ khó mà tránh khỏi là mỗi khi mà cái dịp mình ăn món này thì mình sẽ nhớ đến những cái kỷ niệm đẹp bên mẹ và bên gia đình của mình. Đó là món ăn bạn nhớ nhất. Dạ đúng rồi. Cảm ơn chàng Lê rất nhiều. Chúc mừng anh Kim Tử Long, anh cảm xúc như thế nào khi mà vừa nghe ca khúc Hoa Trinh Nữ của chàng Lê ạ? Cái sự rụt rè nhút nhát của chàng Lê làm cho Long hồi hộp, Long biết chết rồi. Một giọng hát mà khi mà ra rụt rè không tự tin như vậy đó thì có thể truyền tải được bài hát của mình hay không? Dạ. Nhưng mà ngược lại, Long thấy là trong bài hát vừa rồi á, chàng Lê hát bằng một cái tim, bằng một giọng ca rất là chân phương. Em có một giọng hát giống như trời phú cho em vậy đó. Anh nghĩ rằng nếu như em đi theo con đường ca hát này thì chắc chắn rằng em là một giọng hát dễ làm cho người ta mũi lòng khi người ta nghe em. Hy vọng rằng với 100 vị khán giả ở đây, họ cũng sẽ có một cái cảm nhận như anh và sẽ dành những số điểm ưu ái cho em để em có thể tiếp tục bước vào vòng trong. Chúc mừng em nha. Dạ, em xin cảm ơn. Cảm ơn chia sẻ của anh Kim Tử Long. Và bây giờ sẽ là thời gian để cho tất cả quý vị bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng Lê. Mời quý vị quay trở lại với sàn chiến giọng hát. Đây là phiên đấu giá thứ hai, cho nên chúng tôi sẽ có một quyền, đó chính là trả lại người chơi dành cho các nhà đấu giá. Bây giờ Khanh muốn hỏi ý kiến của anh Kim Tử Long, quyết định của anh là gì? Chàng Lê 95 điểm là mấy em? Và quyết định của anh là không trả. Không trả. Anh Tử Long phải quyết định với tiếng hát của Hà Thu. Thì Luân thì nghĩ là các ca sĩ tham gia ai cũng muốn tiếp tục. Quyết định của anh là không trả. Không trả. Và bây giờ nhiệm vụ thuộc về Khanh. Khanh sẽ mở phong bì này xem trong đây là bao nhiêu điểm. Số điểm là 91 điểm là số điểm mà quý vị khán giả tại trường quay đã dành cho tiếng hát của chàng Lê. Và quan trọng là tiếng hát của bạn đã tỏa sáng trong chương trình này. Một lần nữa cảm ơn chàng Lê. Và rất tiếc phải nói rằng anh Kim Tử Long, anh vừa mất đi 17 triệu đồng. Không sao cả. Và anh hy vọng rằng với cái chương trình sàn chiến giọng hát này, sau khi phát sóng, em sẽ được rất nhiều khán giả dành những cái tình cảm ưu ái và ái mộ em. Cảm ơn chàng Lê rất nhiều. Và bây giờ là phiên đấu giá tiếp theo. Chúng ta cùng đến với vị trí số 2. Xin chào chàng trai vị trí số 2. Bây giờ bạn sẽ bắt đầu chia sẻ về hai dữ kiện. Xin mời bạn. Thay đổi. Và dữ kiện thứ hai là sống chết. Trời ơi. À, bạn đang rất là thành công ở một cái lĩnh vực nào đó, nhưng cái đam mê của bạn là nghệ thuật, nên bạn đấu tranh một thời gian khá dài và bây giờ bạn quyết định bạn thay đổi. Và bạn khi bạn đã thay đổi, quyết định thay đổi đi theo ngành nghệ thuật thì bạn sống chết với nó, với niềm đam mê của bạn. Đó, tôi nghĩ đơn giản vậy thôi. Trời, sao bạn gần quá vậy? Đơn giản nhưng mà rất là logic. Anh Minh lên kịch bản của anh không có hay. Không thì anh phải có một cái kịch bản nào nó thôi, có... Bạn ơi, bạn bây giờ từ đây cho tới hết đêm nay bạn có tung cỡ nào bạn cũng chỉ còn có 13 triệu. 13 triệu vẫn còn sở hữu được mà. Bạn rất là mê ca hát nhưng mà bạn không thể theo đuổi được vì một số lý do để mà bạn trang trải cuộc sống gia đình. Nhưng mà một ngày nọ, giữa một cái sự sống chết, thì bạn chợt nhận ra rằng là nó quá mong manh, cho nên cuộc sống này mình phải làm những điều mình thích, làm những điều mình ước mơ. Và bạn quyết định là thay đổi, là đổi hẳn cái công việc đó để thực hiện cái đam mê của mình.
Dạ rồi, bây giờ tất cả sẽ được giải đáp sau khi chúng ta kết thúc phiên đấu giá thứ 3 và nghe tiếng hát của chàng trai ở vị trí số 2. Bây giờ sẽ là phiên đấu giá thứ 3. Quý vị thân mến, bây giờ là phiên đấu giá thứ 3. Chúng ta chỉ còn 30 giây và giá trị tiền khởi điểm là 2 triệu đồng. Tất cả đã sẵn sàng. Phiên đấu giá thứ 3. Bắt đầu. 2 triệu. 4 triệu. 6 triệu. 8 triệu. 2, 4, 6, 8. 10 triệu. 12 triệu. 12 triệu sẽ luôn. 14 triệu. 18 triệu. 18 triệu. 18. Wow, kịch tính quá. 18 rồi. 20 triệu. 20 bên đây rồi. 2 triệu. Điều không, Khanh ơi. 24 triệu. 24 triệu, Nam Khánh. Nhanh lên, còn có 3 số nữa thôi. Khanh không có canh giờ nha. 26 triệu. Không được, anh 24 được rồi. Chưa ai lên 26, anh không cần lên. 26 triệu. 28 triệu. 30 triệu. Ủa, tôi nói 30 rồi đó nhẹ. Số tiền hợp lệ ở cái phiên đấu giá này chắc chắn là 30 triệu rồi. Và người đưa ra số tiền này đó là... anh Minh Nhí. Chúc mừng anh. Yeah. 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 Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của chàng trai vị trí số 2. Mười năm không gặp, tưởng tình đã cũ. Mây bay bao năm, tưởng mình đã quên. Như mưa bay đi, một trời thương nhớ. Em ơi bên kia, có còn mắt. Mười năm cách biệt một lần bỡ ngỡ, quên đi mộng buồn bấy lâu. Nhưng em yêu ơi, một vùng ký ức vẫn còn trong ta, cả một trời yêu. Cả một trời yêu bao giờ chất lạ. Ôi ta xa nhau tưởng chừng như đã. Ôi ta yêu nhau để lòng tương ngỡ. Tình vẫn phân ly, tình vẫn như mơ. Đành nhu lòng thôi giã từ kỷ niệm. Cho qua bao năm mộng buồn quên dấu. Nhưng sao bao năm ngày dài qua mãi, trong anh hôm nay thấy tình còn đây.
anh hôm nay thấy tình còn đây. Mười năm cách biệt tình đành quên lãng, như mây như mưa bay đi muôn phương. Nhưng em yêu ơi, một dòng thư cũ vẫn còn trong ta, một đời cuồng điên. Mười năm cách biệt hình như em đã quên câu yêu thương ta trao cho nhau. Em ơi bên kia còn chẳng nhung nhớ như anh hôm nay thấy mưa trở về. Như anh hôm nay thấy lòng tiếc nhớ. Mười năm không gặp, mười năm nhớ là tiếng hát Trọng Khương. Và bây giờ Khanh mời Trọng Khương nói về hai cái dữ kiện nha. Xin mời. Đầu tiên thì cho em xin được chào dàn ban đấu giá. Tiếp theo thì em xin được chào tất cả các quý vị đang xem chương trình Sàn Chiến Giọng Hát. Bây giờ chúng tôi rất muốn nghe cảm xúc của anh Minh Nhí như thế nào. Hết tiền rồi. Biết sao hồi hộp. Hết tiền á cưng. Hồi hộp không biết em hát sao đây trời ơi. Nhưng mà sau khi em cất giọng lên là anh rất là tự tin. Và anh rất là hạnh phúc. Và rất là vui khi anh đã dốc hết tiền để mà sở hữu giọng hát của em. Cảm ơn giọng hát của em và cảm ơn em rất là nhiều. Vâng ạ, thưa quý vị, một tiếng hát rất tuyệt vời của anh Trọng Khương. Và bây giờ Khanh mời Trọng Khương nói về hai cái dữ kiện nha. Em bắt đầu hát từ rất sớm, cách đây hơn hơn 15 năm. Em hát được 2 năm, sau đó em kinh doanh, thì em ngừng hát, em hết kinh doanh, các em lại đi hát lại. Em đi hát được 3 năm tiếp theo. Trong lúc mình theo đuổi nghệ thuật thì tự nhiên có một cái thời gian mình cảm thấy là mình hơi mất phương hướng một chút. Lúc đó em cũng có làm một cái việc mà em yêu thích luôn. Thì vô tình thì cái việc đó lúc đó nó lại vô cùng phát triển. Nó phát triển một cách vượt bậc. Có lúc em đang đứng ở trên đây mà em lại, cái đầu em lại nghĩ về cái nơi mà công ty mình đang làm việc. Thì khiến cho bạn phải quyết định. Cái giây phút đó làm cho em cảm thấy là không được. Cho nên em ngừng đi hát. Thế rồi em ngừng đi hát 2 năm. Thì trong 2 năm đó là 2 năm mà em thực sự kiếm được khá nhiều. Em có thể dùng tiền em mua những cái thứ mà em thích. Tuy nhiên em thấy bạn em hát trên sân khấu thì tay của em đổ mồ hôi và lòng của em nhói lại một chút. Em cũng tự nhiên, dạ có thể là cái quyết định đó của em nó không phải là một cái quyết định của một người trưởng thành. Em cắt cái rụp và em quyết định em đi hát. Thay đổi. Rồi cuối cùng một thay đổi là đi đúng hát. Rồi. Dạ. Em không hối hận về những gì, những cái lần thay đổi đó của em. Tại vì em nghĩ là sống thì phải vui. Và bây giờ chúng ta đến với dữ kiện thứ hai đi. Sống chết. Sống chết thì cũng giống như cái ý mà anh Minh Nhí hồi nãy có chia sẻ. Thì có một người bạn cũng làm trong nghề luôn. Tự dưng hỏi thôi nha. Ủa anh Khương, anh đã có bao giờ anh sống chết với nghề chưa? Ồ. Cái lúc đó em im lại một cái khoảng thời gian. Tự nhiên em tự hỏi mình, hình như em vẫn chưa sống chết với nghề. Mặc dù em không trả lời được cái nỗi trăn trở thứ hai. Nó liên quan tới cái câu thứ nhất, đó là như thế nào gọi là sống chết với nghề. Thì tới giờ phút này thật sự luôn, em cũng vẫn còn băn khoăn. Ông bà mình nói cái sao? Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Em chọn cái nào là nghề của em?
Thì khi em đã chọn một trong hai thì em phải sống chết với cái nghề em đã chọn. Anh Long nè, chị với anh Minh Nhí, tụi chị đi làm game nè, đi đóng phim nè, thậm chí là đi hát nữa. Nhưng tụi chị sống chết với sân khấu. Mỗi một đêm tụi chị chỉ được lãnh. Nếu mà diễn viên hạng A đó, thì hoặc là gạo cội như tụi chị đó, 1,5 triệu một suất cho sân khấu kịch. Đó, đi làm để lấy tiền bù lỗ cho sân khấu cũng vẫn làm. Và Khanh nghĩ rằng tất cả những lời khuyên về chuyên môn, về cuộc sống của tất cả các thành viên trong ban đấu giá dành cho Trọng Khương cũng đã khiến cho anh có đủ cái động lực để mình cân nhắc và quyết định cho thời điểm này cũng như là trong tương lai. Đúng vậy. Đúng, chính xác đây. Và bây giờ mời quý vị cùng bình chọn cho tiếng hát của Trọng Khương. Quý vị đang quay trở lại với sàn chiến giọng hát và trên tay của Khanh đã có kết quả bình chọn dành cho tiếng hát của Trọng Khương. Và trước khi Khanh mở phong bì này thì chúng ta sẽ nghe quyết định của anh Minh Nhí. Anh có trả hay không? Tôi rất là nghi cái cô số 3. Trời ơi, tự nhiên nói câu nghe lung lay quá vậy. Trong cái 4 giọng hát lúc đầu á là tôi nghe có một cái giọng hát nữ rất là hay. Còn quyết định của anh Minh Nhí là? Là... không trả. Không trả. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với quyết định của anh Sĩ Luân. Anh lại phải một lần nữa quyết định anh có trả hay không trả tiếng hát của Hà Thu. Em nghĩ Hà Thu vẫn là một ca sĩ hát tốt nhất trong chương trình. Không trả. Không trả. Trời ơi. Thưa quý vị, bây giờ Khanh sẽ làm nhiệm vụ của mình. Mở phong bì này ra. Số điểm là 96 điểm thưa quý vị. Và rất tiếc chúng tôi phải nói lời chia tay với Hà Thu. Cảm ơn bạn đã mang câu chuyện của mình rất xúc động và một tiếng hát rất tuyệt vời để gửi tặng cho sàn chiến giọng hát cũng như là tất cả quý vị khán giả. Và anh Trọng Khương tiếp tục với sàn chiến giọng hát. Và bây giờ là phiên đấu giá cuối cùng. Chỉ còn một vị trí duy nhất, đó là vị trí số 3. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cô gái ấy. Bây giờ bạn sẽ bắt đầu chia sẻ về hai dữ kiện. Cống nhấn. Dữ kiện số 2 là cảnh diều. Em là ở Nghệ An. Em sống trong một gia đình rất nghèo khổ. Em phải đi làm công nhân vất vả. Ngày thứ bảy chủ nhật em phải ra đồng giúp mẹ. Thì em đứng ở ngoài cánh đồng, em thấy những cánh diều bay. Em mới nói rằng ước gì tôi sẽ trở thành một ca sĩ. Tôi sẽ được bay trên bầu trời nghệ thuật như cánh diều tung bay trước gió. Câu chuyện này cũng hợp lý. Cũng có thể là ba mẹ bạn á, một người làm công nhân còn một người làm là làm diều để bán và nuôi nấng lớn lên. Nuôi bạn lớn lên và bạn đó, kêu đi, bạn kêu gật đi. Đầu kìa, bạn gật đầu là bạn kêu đi là tiếp tục bán diều mà không chịu bán diều. Bây giờ để em tôi đi, người đàn ông giàu nhất trong mấy người đàn ông này. Nhưng em còn đang nghĩ đến một cái hướng là cái cánh diều mà thả bay trên cao, đôi khi nó có một tiếng sáo diều vi vu nữa, làm cho cái tâm hồn nghệ thuật nó có một cái gì đó được nuôi nấng từ nhỏ và phát triển dần dần lên cho đến bây giờ. Bạn ấy trè môi kìa, không phải. Hồi nãy tôi nói thấy bạn gật á. Đấu giá đây. Tất cả đã sẵn sàng rồi. Và phiên đấu giá thứ tư bắt đầu. Ở phiên đấu giá này chúng ta chỉ còn có 15 giây. Số tiền khởi điểm là 3 triệu đồng. Tất cả đã sẵn sàng. Phiên đấu giá thứ tư. Bắt đầu. 8 triệu. 6 triệu. 9 triệu. 12. 12 triệu. 15. Triệu vô 15 triệu. 18. 21. 21. 24. 24. 27. 27 chưa? Hay quá Dân ơi. Dân ơi. Phiên đấu giá đã hết giờ. Số tiền đưa ra hợp lệ là Dân ơi hay quá Dân. 27 triệu đồng. Và chúc mừng chị Hồng Vân.
Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe tiếng hát của người chơi vị trí số 3. Vừa nghe tiếng hát Quỳnh Trang. Lần đầu tiên cho phép Quỳnh Trang gửi tới quý vị, những nhà đấu giá, quý vị khán giả cùng với những người đang xem truyền hình lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Giọng nói rất là ngọt ngào và truyền cảm. Trang hiện tại đang là diễn viên của nhà hát chèo Hà Nội ạ. Vâng ạ, thì Quỳnh Trang xin phép được giải đáp cái sự dự kiện về mình khi mà còn nhỏ ấy, thì Quỳnh Trang rất mơ ước và đam mê và nghĩ là sau này lớn lên mình sẽ là một ca sĩ. Và khi mà học hết phổ thông thì Quỳnh Trang đã nộp hồ sơ vào cái trường mà mình yêu thích, đó là trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, vào khoa thanh nhạc. Khi mà nộp hồ sơ gần đến ngày thi thì Quỳnh Trang mới biết là Quỳnh Trang không đủ điều kiện để dự thi, bởi vì là khi mà muốn vào đại học thì mình phải có cái bằng trung cấp 4 năm. Thế là tất cả những cái đam mê, những cái ước mơ của mình ở phía trước thì nó đã bị... Nó đã phải bị gián đoạn đúng không? Và cái lúc đó mà Quỳnh Trang mình đi làm công nhân. Khi mà Quỳnh Trang làm công nhân trong vòng 3 tháng
cũng rất là tình cờ Quỳnh Trang được đi chơi cùng với người bác của mình ra ngoài trường văn hóa nghệ thuật Thái Bình á. Thì cũng rất may mắn là Quỳnh Trang được gặp thầy hiệu trưởng của trường. Thì Quỳnh Trang cũng đã tâm sự về cái câu chuyện của mình. Thì thầy bảo là em hát một câu cho thầy nghe. Thế là Quỳnh Trang cũng rất vô tư thôi, thể hiện một câu. Thế thì thầy bảo là cái giọng hay quá, em có thích học không? Mà cái giọng của em lại rất hợp với cái nghệ thuật dân gian, mà nhất là chèo. Thì Quỳnh Trang mới bảo là ôi thầy ơi, em chưa biết chèo là gì cả, em chưa biết cái bộ môn đấy bao giờ. Thôi em không học đâu em, bởi vì là em thích thanh nhạc cơ. Thế thầy bảo là cái giọng của em phải học chèo. Nếu như em học, em về em suy nghĩ, nên nếu như em học em bảo thầy. Bởi vì hiện tại thì các bạn đã sắp học hết kỳ 1 rồi. Rồi sau đó bạn quyết định như thế nào? Chỉ sau một đêm thôi, Quỳnh Trang quyết định mình phải theo, mình không thể bỏ lỡ nó nữa. Trời ơi, chị giờ hát một câu chèo cho nghe đi nè. Quỳnh Trang xin phép được gửi tặng quý vị một vài câu ạ. Này chị em ơi, này từ mai đã là sầm, ai muốn ăn oan, thời nắng lên chùa đấy chị em. Cách xa lên chùa từ bao giờ nhỉ? 14 dặm ấy, thế mà màu tối mang tiếng lặng lờ, đò đưa cấm gió. Tôi lên chùa từ 13 ngày mà này tôi cần đổi qua thể loại là thấy được cái nội lực dễ thấy sợ luôn. Ngay liền. Vâng ạ. Vậy bây giờ mình chia sẻ luôn cái dữ kiện thứ hai đi. Cái dữ diều. Kiện thứ hai là không cánh diều. Có liên quan không? Cánh diều nó làm cho Trang liên tưởng tới cái nghệ thuật dân gian mà Trang đang theo đuổi, đó là chèo. Và yeah. Trang cũng rất là mong muốn những khán giả trẻ tuổi hiện nay nữa biết về nghệ thuật dân gian, đó là chèo. Và cũng mong là cái cánh diều nghệ thuật dân gian sẽ được bay cao hơn nữa. Anh Nam Khánh ơi, anh nghĩ sao về tiếng hát này ạ? Cái phần liếng lấy của em, cái phần liếng lấy đổ hột trong cái gọi là dân ca quan họ ấy, nó có cái độ rung rất là hay rồi. Thì cái đó không phải là ai cũng tập được. Cảm ơn Nam Khánh. Đây là một cái bộ môn nghệ thuật mà hiện giờ cả anh Long, cả Vân, cả anh Minh Nhí đều đau đáu là phải bằng mọi cách, cho dù sức tàn gọi là hơi kiệt cũng phải giữ cho bằng được. Và hôm nay khi mà bạn đứng đây đem bạn thuyết phục khán giả hãy đến với chèo, ủng hộ chèo, thì thực sự là quý bạn vô cùng. Bởi vì rất rất là đồng cảm, đúng không anh? Đúng không? Nghệ thuật nước nhà của mình, đặc biệt là nghệ thuật sân khấu, rất cần những người diễn viên trẻ có tâm huyết như bạn. Rất là yêu bạn. Bây giờ sẽ là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả bắt đầu bình chọn cho tiếng hát Quỳnh Trang. Sàn chiến giọng hát, kết quả ở thời điểm hiện tại thì anh Minh Nhí đang sở hữu tiếng hát của Trọng Khương với số tiền đấu giá là 30 triệu đồng. Và anh Trọng Khương đang nhận được 96 điểm. Và chị Hồng Vân đang sở hữu tiếng hát của Quỳnh Trang với số tiền đấu giá là 27 triệu. Và không biết rằng phong bì này chứa đựng bao nhiêu điểm. Kết quả là...
hát nào sẽ giành chiến thắng trong đêm nay? Số điểm là 96 điểm. Như vậy thì quyền quyết định giọng hát nào chiến thắng trong đêm nay sẽ thuộc về anh Kim Tử Long, anh Sĩ Luân và anh Nam Khánh. Tôi chỉ muốn nói một điều, tâm hồn của tôi, cuộc đời của tôi dành cho nghệ thuật sân khấu. Xin phép Trọng Khương cho anh được chọn Quỳnh Trang. Đó là ý kiến của anh Kim Tử Long. Hãy xin mời anh Nam Khánh. Anh xin được vote cho bạn Quỳnh Trang. Anh Nam Khánh chọn Quỳnh Trang. Tỷ số này chắc chúng ta không cần phải... Đúng vậy. Nhưng mà bây giờ Khanh vẫn muốn nghe quyết định của anh Sĩ Luân. Với bạn Khương thì Khương thắc mắc về cái chữ làm sống chết với nghề. Thì bạn Quỳnh Trang là một câu trả lời sống chết với nghề. Lẽ ra Quỳnh Trang có một giai hát như vậy, bạn có thể chọn những giọng nhạc mà đi kiếm tiền được liền. Còn riêng chèo thì khán giả rất đặc thù và ít. Nhưng mà bạn vẫn đeo đuổi nó, bạn vẫn đi một chặng đường rất xa đến với chúng tôi, đến một sàn chiến giọng hát để nói cái tâm tư của bạn với nghề. Thì đây là một cái trải lòng rất là quý giá. Và Sĩ Luân nghĩ chúng ta cần có những người như bạn, những người trẻ như thế này để chúng ta giữ một cái nét riêng của người Việt. Đó là bộ môn dân gian của chúng ta về chèo. Bản thân Sĩ Luân nghĩ là không có lý do mình không tán dương bạn, không cổ vũ bạn. Điều này chúng tôi rất trân trọng. Và Sĩ Luân nghĩ là chắc Khương mình cũng sẽ nhường cho bạn. Nếu mà Khương ở vị trí này hay vị trí này, vị trí kia thì Khương cũng sẽ nhường cho bạn. Tụi em đến đây thì xác định rằng ở đây mình không có thắng thua. Chỉ là ai sẽ được đồng cảm nhiều hơn với cái câu chuyện của mình và cũng cái giọng hát. Đó thì đối với em thì lúc mà đứng lên trên này rồi thì ai đạt giải thì cũng vậy thôi. Cho nên là, nhưng mà đúng thật là như anh Sĩ Luân có chia sẻ, cái đam mê đó thì em thật sự là khâm phục bạn. Tại vì bạn vẫn còn giữ được những cái nét đó, là Việt Nam mình cần những cái người như bạn. Thật sự thì đó cũng là điều mà Khanh muốn chia sẻ nhất trong đêm nay. Cái điều quan trọng nhất mà sàn chiến giọng hát làm được, đó chính là giới thiệu đến tất cả quý vị khán giả cả nước những giọng hát hay. Và thông điệp mà chúng tôi muốn truyền tải là gì? Và trong đêm nay thì không chỉ có Quỳnh Trang, Trọng Khương hay là Hà Thu hay là Trạng Lê, thì giọng hát nào cũng đẹp, cũng rất tuyệt vời và đều chiếm được tình cảm của tất cả quý vị. Như vậy thì chúng ta phải công nhận chiến thắng tuyệt đối trong đêm nay thuộc về Quỳnh Trang. Yeah. Chúc mừng Quỳnh Trang là giọng hát giành chiến thắng của sàn chiến giọng hát đêm nay. Và chúc mừng cho chị Hồng Vân, chị đã có 3 triệu đồng. Và Quỳnh Trang có 27 triệu. Uống trà sữa nha. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian theo dõi sàn chiến giọng hát. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty Mega CS thực hiện, phát sóng lúc 20:30 thứ tư hàng tuần trên kênh VTV3. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp lại 4 giọng hát rất tuyệt vời trong đêm nay.